Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ thực hiện một video làm một món muối có thể chấm hải sản, chấm đồ nướng, chấm thịt gà rất là ngon, đó là muối ớt xanh. Ở đây em đã chuẩn bị tất cả các nguyên liệu, đó là gồm ớt xiêm xanh, ớt chuông, lá chanh, muối, đường, sữa đặc. Em sử dụng cả hai loại chanh và tắc, còn nếu các anh chị có thể sử dụng tắc, mình tắc hoặc chanh đều được nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi vào mình thực hiện. Đầu tiên, cái muỗng định lượng của em là em sẽ dùng cái vá múc canh này. Anh chị dùng cái muỗng nào để định lượng thì mình sẽ dùng cái đó để đong tất cả mọi thứ luôn nhé. Đầu tiên đó là em sẽ dùng hai muỗng muối, hai muỗng gạt. Đây. Mình sẽ cho vào cái hai muỗng gạt muối. Hai muỗng muối thì mình sẽ sử dụng 4 muỗng đường. Là cái lượng đường nó sẽ gấp đôi lượng muối nhé các anh chị. Mình cũng sẽ sử dụng một cái muỗng này để mình đong trong suốt quá trình luôn. Sữa đặc thì em sẽ dùng 2 muỗng. Cái cối xay nhỏ nó hơi ít nên là em sẽ cho hẳn vào cái cối lớn này để lát nữa mình xay cả tất cả nguyên liệu luôn. Tiếp theo đó là mình sẽ vắt cái nước chanh. 2 muỗng muối thì mình sẽ sử dụng khoảng 6 muỗng nước chanh nhé. Nước chanh là tắc thì 6 muỗng. Các anh chị dùng một loại hay hai loại đều được. Ở đây thì em dùng hai loại. Cái mùi thơm của tắc và của chanh thì nó kết hợp thì nó sẽ thơm hơn. Còn nếu mình không có tắc hoặc không có chanh thì mình dùng một loại. Mình sẽ bắt đầu rót cái nước cốt chanh và tắc nhé. Mình loại bỏ hoàn toàn cái phần hạt đi. Còn không là khi mà mình xay á, là cái hạt nó vào nó sẽ bị đắng. 4 5 Đây đúng vừa tròn 6. Rồi, là cái lượng đường và sữa đặc thì nó sẽ bằng cái nước cốt chanh và tắc nha các anh chị. Rồi mình sẽ để qua một bên đây. Đây là cái quả ớt chuông. Thì đối với cái liều lượng này thì em sẽ sử dụng cái quả ớt chuông này là khoảng 150 g. Mình lựa cái ớt nào mà nó còn tươi xanh nhé. Thứ nhất là nó tươi xanh thì nó giữ được cái độ thơm của ớt. Loại bỏ cái phần hạt đi. Mình lấy cái phần thịt. Đây là lá chanh. Với cái lượng này thì em sử dụng khoảng 15 cái lá chanh. Đây, mình cho vào thôi. Ớt thì ở đây mình sẽ sử dụng khoảng, nếu mà các anh chị cân cũng được, còn nếu mà không cân thì mình cũng cứ dùng cái muỗng này này. Mình sử dụng khoảng 4 cái muỗng mà mình đong ớt thì mình cũng sử dụng cái muỗng mà mình đong muối và đường là được. Đây, sau khi em đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu và mình cho vào máy xay này thì mình chỉ cần xay nhuyễn tất cả các cái nguyên liệu này lên là được nhé. Bây giờ em sẽ mang đi xay. Mình xay thì mình sẽ xay làm 2 lần. Mình nhấp mỗi lần khoảng 30 giây thì mình lại dừng lại rồi cho máy nghỉ rồi mình lại xay tiếp nhé. Đây các anh chị ơi, vậy là em đã xay xong cái phần muối ớt xanh rồi này. Nhìn các anh chị nhìn rất là hấp dẫn luôn. Em thử thì đã vừa rồi. Vậy là ở đây em xay khoảng 70 g ớt đó các anh chị. Và mới xay xong như thế này thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ hơi lỏng so với
cái muối bình thường, nhưng mà các anh chị yên tâm nhé, tại vì với cái công thức này thì đảm bảo là các anh chị để ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng nữa thì khi mình lấy ra thì nó sẽ sánh lại, tại vì ở trong này có đường và sữa đặc ấy, khi mà mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thì nó sẽ sánh lại. Đây như thế này thì nó cũng rất là sánh rồi này, nhìn này, nhìn rất là hấp dẫn luôn, thơm lắm các anh chị. Nhà em thì thường nếu mà làm thì em làm nhiêu đây. Mình ăn nhiêu thì mình chỉ cần rót cái phần mà mình cần ăn thôi. Đây các anh chị và cô chú, vậy là em đã hoàn thành xong món muối ớt xim xanh của em. Nhìn này, cái màu này là màu chuẩn của nó này các anh chị. Em cho ra sáng một chút xíu để nó dễ nhìn ấy. À, đây là mới xay xong nên là nó còn, nó chưa có đặc lại như là mình để trong ngăn mát tủ lạnh. Các anh chị chỉ cần để ngăn mát tủ lạnh. Đây là những cái hũ này là em để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh này. Còn cái này là giờ gia đình em ăn ấy, nên là em cho ra chén luôn. Mình có thể sử dụng từ khoảng từ 1 đến 3 tháng, nên là mình cứ làm thoải mái để mình cho gia đình mình cùng sử dụng nó tiện lợi nhé. Từ khi mà mình biết làm đến cái công thức làm muối ớt xim xanh này thì rất ít khi mình phải ra ngoài quán để mua. Mình có thể làm ớt xanh hay ớt đỏ cũng được. Với cái công thức này thì anh chị có thể thay đổi ớt xanh hoặc ớt đỏ nhé. Nó có cái mùi thơm và vị cay khác nhau ấy, nhưng mà nó cũng ra cái công thức làm muối ớt rất là tuyệt vời. Mình có thể chấm đồ nướng, hải sản, ốc rất là ngon. Thịt gà cũng có thể chấm cái ớt này cũng rất là ngon nữa các anh chị. Video thực hiện cái muối ớt xim xanh của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.